xin kính chào quý vị và các bạn. thưa quý vị đêm qua các tỉnh bắc bộ trời nhiều mây, một vài nơi có mưa nhỏ và sáng sớm nay bị bao phủ bởi một lớp sương mù. theo những con số ghi nhận về nhiệt độ, hiện nay trời rét nhẹ với nhiệt độ là từ 16 đến 18 độ ở vùng đồng bằng và trung du, riêng vùng núi cao có nơi nhiệt độ từ 10 đến 12 độ, trời rét bút. khu vực các tỉnh ven biển trung bộ, tây nguyên và nam bộ trời ít mưa, nhiệt độ ban đêm là từ 22 cho đến 25 độ, riêng tây nguyên hầu hết các nơi đều dưới 20 độ. Về tình hình cơn bão đang hoạt động trên khu vực Biển Đông, hiện nay bão đang di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, mùng 8 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Sau đó bão di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc và có khả năng đổi hướng di chuyển về phía đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày 9 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Trong 24 giờ tới, không khí lạnh vẫn chi phối thời tiết các tỉnh phía Bắc, tuy nhiên trời có phần bớt khô hanh bởi có những luồng gió đông từ biển thổi vào. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho bầu trời sẽ được bao phủ bởi khá nhiều mây. Theo dự báo, mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở miền Bắc không vượt quá 23 độ. Về chiều tối, nhiệt độ giảm dần và đạt mức thấp nhất vào dạng sáng trong khoảng 16 đến 18 độ. Riêng vùng núi có nơi còn dưới 12 độ, đồng thời xuất hiện sương mù và tập trung chủ yếu ở khu vực núi cao như là Mẫu Sơn, Thất Khê, Sapa và Mù Căng Trải. Lùi vào các tỉnh miền Trung, nơi đây đang trong thời kỳ tạnh giáo, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi với lượng không đáng kể. Bắc miền Trung trời còn rất nhẹ, phía Nam nhiệt độ tăng dần và tại Nam Trung Bộ có nơi nhiệt độ ban ngày lên tới gần 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mang thời tiết của mùa khô, trời hầu như không mưa, số giờ nắng và nền nhiệt cao, trong khi miền Bắc trời lạnh thì Nam Bộ có thời tiết khá nóng vào buổi trưa. Trong 48 cho đến 72 giờ tới thì áp cao lạnh lục địa được bổ sung về phía đông để duy trì cường độ nên thời tiết tại các tỉnh miền Bắc ít có biến động. Các tỉnh ven biển trung bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời ít mưa và nắng nhiều. Bản tin thời tiết sáng nay xin được tiếp nối với những thông tin dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 21 cho đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 21 cho đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 26 cho đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa rào và rông vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23 cho đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất 29 cho đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31 cho đến 34 độ, còn nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 cho đến 33 độ, còn nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Khu vực Biển Đông do ảnh hưởng của hàn lưu bão số 9, vùng biển giữa biển Đông có gió mạnh cấp 9 cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 cấp 12, giật cấp 13 cấp 14, biển động dữ dội. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên vùng biển phía bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rải rác, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông ở phía đông bắc, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 có lúc cấp 8, giật cấp 9 cấp 10 biển động mạnh, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Như vậy là trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc khá ổn định, trời còn rét nhẹ. Khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi, phía Bắc trời lạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!